Chào các bạn, rất vui khi được gặp các bạn trong video Test and Try Sunday lần này. Trời ơi, Ly vui quá luôn. Cuối cùng thì Việt Nam cũng đã bớt giãn cách xã hội rồi. Và cuối cùng thì Ly cũng đã được đi ra khỏi nhà. Thế nên là chúng ta sẽ đem lại series Test and Try Sunday. Và hy vọng là Ly sẽ có thật nhiều thời gian để có thể làm cái này thường xuyên hơn. Và vì Ly biết là các bạn yêu thích channel của Ly cũng bởi vì cái series này mà. Và nhân dịp rất là đặc biệt này, và cũng như là nhân dịp mình có muộn để có thể test những cái sản phẩm foundation và cushion được coi là có độ che phủ rất lớn. Thế nên là ngày hôm nay chúng ta sẽ mang đến một bộ cushion và foundation mà Ly đã được Beauty Box gửi tặng cho Ly từ khá là lâu rồi. Mà Beauty Box gửi cho Ly ít nhất là phải nửa năm nay rồi. Bây giờ Ly mới mở ra để có thể review cho mọi người. Và nếu như mọi người muốn mua bất cứ cái sản phẩm này thì có thể tham khảo tại beautybox.com hoặc là các cửa hàng của Beauty Box nhé. Và video này dĩ nhiên rồi, luôn luôn là không bao giờ có tài trợ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi đến với cả cái sản phẩm ngày hôm nay mà chúng mình sẽ test and try. Chính là bộ đôi cushion và foundation đến từ Banilaco. Banilaco thì các bạn cũng đã biết là một trong những cái hãng mỹ phẩm Hàn Quốc khá là nổi tiếng rồi. Ở Việt Nam thì mọi người biết đến Banilaco nhiều nhất là nhờ bạn kem tẩy trang, bơ tẩy trang Clinique Zero, đúng không? Bản thân Ly cũng đã từng dùng bạn ấy rồi và bạn ấy dùng không nhận là thích thật. Và bên cạnh đó nữa thì hiện tại thì Banilaco cũng đã có rất là nhiều cái sản phẩm mới. Và đặc biệt ý là Ly thấy một cái điểm rất là hay của Banilaco chính là cái bao bì nó rất là đẹp. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ review bộ đôi sản phẩm Banilaco Cover Richest Power Fit Foundation Lightweight Beautiful All Day Wear SPF 45 PA 2 số cộng và dạng cushion cũng thuộc dòng luôn. Sau khi tìm hiểu và cũng như là xem một số những cái thông tin về bạn Banilaco Cover Richest này ở trên mạng thì Ly nhận thấy là hai bạn này cũng không có khác gì nhau lắm về kết cấu cũng như là cái cách sử dụng. Mỗi một cái là nó thuộc cái bao bì packaging khác nhau thôi. Một bạn thì chúng ta để ở nhà tại vì nó là dạng chai mà. Còn một bạn thì chúng ta có thể mang đi theo người hoặc là mang đi du lịch rất là tiện lợi. Qua research của Ly ở trên mạng thì Ly thấy đây là một trong những bạn foundation khá là nổi tiếng của Banilaco và được mọi người khen rất là nhiều về độ che phủ. Và Ly nghĩ là với cái tình trạng da của Ly hiện tại bây giờ thì độ che phủ cũng rất là cần. Bây giờ chúng ta sẽ cùng zoom vào trong mặt Ly và để xem là hiện tại da Ly đang có vấn đề gì nhá. Lâu lắm rồi không làm video test and try nên là hơi run một tí và mọi người thông cảm. Thì đây là cái da mặt hiện tại của Ly. Đợt này thì Ly đang thử một cái bạn tẩy da chết hóa học khá là nổi tiếng và đang thử trong một tháng cơ. Đó là lý do tại sao mà Ly hiện tại đang có hơi đẩy mụn ở một vài điểm. Đẩy mụn ở cằm này. Sau bên này thì gần như là không có mụn ẩn, thế nên là nó không bị đẩy lên. Bên này thì có một hai cái mụn ẩn, thế nên là đẩy lên luôn. Trước khi Ly dùng cái bạn đấy, Ly đã biết là mình có mụn ẩn rồi. Thế nên là Ly muốn là ok, dùng bạn đấy xem là nó đẩy lên như thế nào. Và đúng là nó đẩy được những cái phần đấy thật, chứ không phải là mình bị breakout. Ly cứ nói qua mọi người một tí nhá, và cho mọi người biết được là tình trạng da của mình hiện tại đang ra sao. Đầu tiên chúng ta sẽ review về cái bao bì của bạn foundation trước. Bao bì nó rất là xinh luôn ý. Nắp thì chúng ta sẽ là nắp có vòi. Chúng ta bơm sản phẩm ra rất là sạch sẽ. Màu beige rất là xinh. Để trên bàn phấn hay là để chụp flat lay thì cũng rất là đẹp. Nói chung là với cái bao bì này thì Ly thấy khá là thích, trông giống một cái lọ nước hoa nhiều hơn là một cái chai foundation. Còn với cả bao bì của bạn cushion thì cũng như mọi khi thôi. Nhưng mà có một điểm là ở phía mặt trên ấy thì nó là có một cái mặt kính nhựa và nó có in chữ chìm ở bên trong. Và khi mở ra thì hương này mút khá là dày dặn, đai rất là to. Ly rất thích những cái bạn cushion mút nào mà nó có cái đai to này, nó giữ chắc hơn là những cái bạn mà ngày xưa chúng ta thấy là đai nó hơi mảnh một chút. Ở đây thì Ly có 3 màu foundation, tất cả là 19 cream, 21 vanilla và 21 rose. Thì chúng ta sẽ thử xem là ba bạn này liệu ở trên da mặt của Ly thì bạn nào sẽ phù hợp nhất nhé. Kể cả nhìn trên tay hay là nhìn ở trên mặt thì Ly cũng không nhận thấy là có màu nào thực sự hợp lắm. Thì có thể là Ly sẽ dùng 21 rose. Ly rất là tiếc là không có cái màu số 23 cinnamon ở đây. Tại vì Ly thấy ở trên YouTube thì có rất là nhiều bạn hợp với cả màu 23 cinnamon. Nhưng mà hãng thì gửi cho Ly có từng ngày thôi. Thế nên là chúng ta sẽ cứ để cho cuộc sống đưa đẩy mình nhé. Nhìn chung với cả cushion, Ly sẽ hợp với cả bạn cushion màu số 21. Do vậy là chúng ta sẽ chia mặt của Ly làm hai, một nửa thì chúng ta sẽ dùng với foundation và một nửa thì chúng ta sẽ dùng với cushion nhá. Và như các bạn nhìn thấy thì nếu mà chia nửa mặt ra thì bên này của Ly sẽ có một cái mụn và cũng như nếp thâm ở dưới này, còn bên này thì chỉ có một cái mụn nhỏ thôi. Vậy thì Ly sẽ quyết định là mình sẽ dùng một nửa phía bên này là sẽ với foundation và một nửa bên này thì Ly sẽ dùng với cả cushion. Như thường lệ thì với foundation thì Ly sẽ dùng với bạn chổi của Zoeva 104. Ly vẫn sẽ chấm như bình thường Ly hay là với tất cả các bạn foundation khác. Về cái kết cấu của bạn này khi mà chấm lên thì thấy khá là lỏng và cũng như là da Ly hiện tại thì cũng đã có đầy đủ skincare cả kem chống nắng rồi. Ok, Ly mới đánh một lớp mỏng rất là nhanh. Cái này tám rất nhanh, rất dễ. Nó che phủ ok.
trông da cũng tự nhiên, không bị quá dày mà cũng không bị quá rõ phấn. Nhưng mà mỗi tội là cái phần mụn này của Ly thì chưa che được kỹ, thì Ly sẽ lấy thêm một chút che chủ yếu ở phần này nhá. Vẫn chưa che được nhiều mọi người nhỉ, kiểu nó vẫn rõ. Ly nhận thấy là cái kết cấu của bạn này khá là mỏng, sẽ che được những cái phần kiểu đỏ hay là kiểu những nốt thâm nhẹ nhẹ của mình thôi. Còn với mụn to như này thì nó hơi khó che, tại vì thường thường với những cái mụn to như này ấy, thì nó sẽ cần cái lớp coverage nó dày hơn một chút, có khả năng tán đều lên, nhưng mà nó sẽ không được mạnh về cái phần sắc tố để nó có thể che được cái phần đỏ này của Ly. Còn những phần còn lại thì Ly thấy cũng ok nhá, trông rất là tự nhiên luôn ấy, da nó cứ trong trong. Ly nghĩ là cái màu mà nó hơi tối hơi nhẹ một tí, kiểu xuống nửa tông, kiểu tông 23 thì nó sẽ phù hợp với cái da mặt của Ly hơn, và cũng như là đỡ bị cái sự lệch lạc ở cái phần cổ của mình một chút. Phần cuồng mắt thì che cũng bình thường, không che quá nhiều, thì Ly cũng không chú trọng phần cuồng mắt lắm. Và nếu mà bạn nào mà chưa xem video những sản phẩm concealer mà Ly so sánh nó hơi giống với các Tarte Shape Tape thì hãy nhớ xem nhá, quảng cáo video một chút. Cái video đấy Ly nghĩ là sẽ rất là hữu ích cho nhiều bạn, và Ly cũng thử test demo luôn tất cả các bạn luôn. Về phần foundation thì hiện tại là Ly chấm được khoảng maybe là 8.5 cho cái phần này, và liệu xem là nó có bám được cả ngày hôm nay không nhá. Hôm nay tí nữa chúng ta sẽ đi ra ngoài đường nhé. Rồi với bạn cushion này thì Lily đã nói là cái phần đai này nó rất to và nó rất là chặt, thế nên là cầm rất là sướng, rất là chắc tay. Phần swatch lúc nãy thì Ly mới chạm nhẹ vào cái phần cushion này thôi mà Ly đã thấy là nó khá là nhiều nước, kiểu nhiều phấn rồi, thế nên là Ly sẽ chạm rất là nhẹ để lấy sản phẩm thôi, chứ lấy nhiều quá thì nó lại không ăn dơ cái bên này lên lắm. Rồi từ này cái bạn cushion này còn có kiểu cái cảm giác mát mát nữa mọi người ạ. Cái phần này của Ly vẫn nhìn thấy này, thế lấy thêm một xíu nữa nhá. Ok, bây giờ lại che được. Tại vì có một cái chất kiểu light texture rất là nhẹ, kết cấu rất là nhẹ, nhưng mà cái độ che phủ thì hoàn toàn có thể build lên, có thể tán lên để cho nó dày hơn, mà trông vẫn khá là tự nhiên. Bên này thì da Ly không có vấn đề gì mấy, nó vẫn khá là mịn, nó chỉ có một vài cái mụn ẩn ở phía này thôi. Bên này thì nó có mụn thâm nữa thì Ly thấy ổn này, thì cả ấn thêm vào cái phần mụn thâm để cho nó thêm che phủ cũng rất là ok. Ly thấy là cả bạn foundation lẫn bạn cushion này đều tán rất là nhanh, tại vì cái kết cấu của cái kem nền ấy nó rất là mướt, nó rất là lỏng, nó không làm cho chúng ta cảm thấy bị mất công để tán, mọi người hiểu ý Ly không? Nhưng nó không để lại cái streaky line, xong rồi nó làm trông cho cái da mặt của mình rất là tự nhiên. Đây chính là kết quả của chúng ta sau khi dùng một nửa mặt bên này với cả foundation và một nửa mặt bên này với cả cushion. 12:24 rồi, Ly sẽ phải đi làm một số việc và cũng như là đi running errand, đi làm công việc gia đình và đi ra ngoài đường. Thế nên là chúng ta sẽ cùng xem liệu bạn này có bám được lâu không, và liệu bạn này sẽ tạo kết quả gì trên da mặt của Ly, và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong một buổi tối nay. Hy vọng là Ly sẽ để được bạn này trong vòng 12 tiếng, nghĩa là 12 giờ đêm nay. Rồi, sau khi mà Ly đã quay xong kiểu product shot các thứ này nọ thì đây là cái lớp da trước ánh sáng tự nhiên, không có một tí đèn kiểu studio light nào cả. Thì cái màu này chắc chắn là nó sáng hơn cả cái màu da người của Ly rồi, nhưng mà trông cũng ok. Kết cấu trên da thì nó cũng rất là ok, cũng không hẳn vào cái phần thấy của mình lắm. Thề luôn là lâu lắm rồi Ly không làm cái video kiểu test and try như này, thế nên là kiểu nói nó cứ nhọng nhịu kiểu gì ấy. Phần mụn thì đây, đấy thì nó vẫn nhìn khá là rõ, nhưng mà mũi thì che phủ ok. Trông nhìn ra trông rất là mềm mướt và khá là ok. Đây là outfit của Ly ngày hôm nay, lâu lắm mới mặc cái này. Đấy, bánh bèo chưa, đủ bánh bèo chưa mọi người? Nóng dã man. Bây giờ ở ngoài đường là bao nhiêu độ C vậy? 34 độ C. Và bây giờ thì là 1:16, nghĩa là sau khoảng hơn gần một tiếng từ nãy, từ lần cuối mà Ly check với mọi người á, thì đây, để Ly cho mọi người xem, đang chờ xe khởi động thì Ly cho mọi người xem lớp nền với ánh sáng tự nhiên ngoài trời trong xe của Ly. Thì đây là bên với cả bạn cushion, còn đây này là bên với cả foundation. Thì như mọi người thấy là nó đều có một cái độ glowy nhất là nhất định và trông khá là tự nhiên. Nhìn chung và nhìn xa thì các bạn không thể thấy được là cái sự khác màu giữa cổ của Ly với cả mặt, nó chỉ chênh một tí kẹo thôi, nói chung là không có cái gì là quá đáng gọi là kiểu nhận ra được lỗi cả. Bây giờ chúng mình sẽ đi lấy thảm này, tại vì thảm của Ly đợt vừa rồi Sunny nó chưa vệ sinh đúng chỗ ấy, thế là nó bị bẩn, xong rồi nó bị mù, thế là phải đi giặt thảm, xong rồi chúng mình sẽ đi làm một số thứ nữa và đi shopping với nhau hôm nay nhá. Lâu lắm rồi Ly mới làm cái video kiểu như thế này nên là có thể nó sẽ hơi dài hơn một chút, nhưng mà thôi, let's go. Nhà Ly vẫn dùng xe Ford nha. Có một số bạn bảo là ơi ngày xưa chị Ly quảng cáo xe Ford, nhưng mà xong rồi chị Ly lại bảo chị Ly không mua xe, tại vì thực ra là
một điểm ý, đấy chính là bản thân mình, công việc của mình thì không cần di chuyển quá nhiều, kể cả gia đình mình cũng không di chuyển với xe quá nhiều, thế nên là cả nhà dùng chung một cái xe với nhau. Còn có thể sau này khi mình có gia đình rồi, có con rồi thì có thể là mình sẽ mua xe, thì lúc đấy không biết, nhưng mà mình còn có xe Ford và mình vẫn đi xe Ford. Say nó như thế thôi. Bây giờ lái xe đây, chị sẽ về đó. Ok, bỏ dây. Máy đây, không được lái, vừa lái xe vừa vlog được. Trời nắng dã man. Ok, bây giờ vào lấy đồ thì phải đeo khẩu trang. Thế thì bạn này sẽ được test luôn cả liệu có bị transfer sang khẩu trang không nhá. Ôi, sau nửa tiếng thì các chị mới tìm được cái thảm ngoài nơi, rồi chúng ta sẽ cùng review. Cũng không nhiều lắm mọi người ạ. Này, khác gì đi ra ngoài đường đâu. Thì có vẻ như là cũng ai có một cái chỗ này là bị kiểu vạch thôi, còn lại thì ok. Nhưng mà rõ cái vạch khẩu trang không mọi người ạ? Đây này, rõ luôn. Chắc tí nữa phải tắp chắp lại chứ không thì kinh lắm. Nó kiểu bị đen đen ấy, không hiểu sao. Bây giờ chúng mình sẽ đi tiếp một số việc nữa, và ngồi sẽ check vạch lại với nhau. Bây giờ là gần 2 giờ rồi. Bye bye. Nóng quá, trời ơi, dã man nóng. Ok, bây giờ là 5 giờ 58 phút nghe, 6 giờ tối. Và sau khi mà đi một vòng Vincom vài triệu thì mặt của Ly ở trong cái khẩu trang này đã khá nhiều rồi. Nên tối nay mình giặt cái khẩu trang này. Bình thường mà mình đeo khẩu trang ra ngoài đường là mình sẽ không make up luôn, hoặc là kiểu chỉ khi make up thì mình sẽ đến đâu xuống luôn ấy. Ui, cẩn thận anh. Đấy, thì nói chung là nó cũng không được 100% là flawless, nhưng mà cũng không đến nó quá ghê. Hay kể cả phần mũi cũng không bị bong lắm. Xin chào mọi người, Ly đây. Bây giờ là 8 giờ 24 tối. Mặc dù là mặt của Ly thì mới để được có khoảng 8 tiếng thôi, nhưng mà thực sự là hôm nay là một ngày khá là dài và mình rất là nóng, và mình thực sự là muốn bỏ cái lớp makeup này ra lắm rồi. Tại vì kiểu nhiều khi bây giờ là kiểu chỉ muốn đi tắm thôi ấy, về nhà ăn cơm xong các thứ nó chỉ muốn đi tắm thôi. Thế nên là bây giờ mình sẽ kiểm tra luôn với mọi người là hiện tại trên da mặt mình như nào. Mình đã thay quần áo rồi, tại vì quá nóng không thể mặc cái váy kia được nữa. Nên chúng mình sẽ zoom gần vào hơn nhá. Và Ly đã nhìn thấy một số điểm khác biệt sau 8 tiếng rồi đấy. Ok, sau 8 tiếng thì không có phấn phủ này, đeo khẩu trang này, xong rồi đi ra đi vào điều hòa, đứng ngoài đường, xong rồi nấu cơm, ăn cơm xong thì đây là gương mặt của Ly, thì có vẻ là khá là bóng dầu ở phần chữ T đúng không? Mọi người thấy chán gần như bóng loáng luôn. Về phía mặt thì gần như là Ly thấy là kể cả với việc là Ly có đeo khẩu trang ấy, thì ngoài những cái phần mà nó chạm thẳng trực tiếp vào cái khẩu trang như cái phần này này thì nó có lộ ra lại cái khuyết điểm, hay như là cái phần này thì cũng một tí thôi, nhưng mà cái độ che phủ vẫn còn được đến 80%. Về cái phần ở cằm này là cái phần mà chạm vào cái khẩu trang nhiều nhất, và cũng như là cái phần mà Ly bị mụn thì nó vẫn che được ok, còn được 70% cái phần che phủ. Ngoài ra nữa thì phần mũi cũng là cái phần mà chạm vào khẩu trang thì vẫn che được khá là tốt, nghĩa là nó chỉ bóng dầu thôi, nhưng mà cái phần nó không bị bong cái lớp phấn ra, và cũng không nhìn thấy cái hạt phấn nó bị cakey hay như nào cả. Nếu bạn này mà chúng ta có phủ phấn này, có thấm dầu và có thắt chấp lại qua ngày thì có thể để được cái lớp make up, lớp nền này được kết cả ngày luôn. Khác biệt giữa phần cushion và foundation đấy chính là cái phần ở bên mắt bên này của Ly là nó có đọng vào cái đường line hơi khô khô, nghĩa là Ly cảm giác là bạn cushion thì hơi khô hơn là bạn foundation. Yeah, foundation thì nó không bị đọng phấn, còn bên này thì là nó bị đọng phấn này. Và so far thì Ly nghĩ là cái bạn này đã pass được qua cái kiểm tra của chúng ta ngày hôm nay. Và Ly khá là recommend bạn này cho những bạn nào mà thích cái lớp nền che phủ gọi là khá là hoàn hảo, che được khá tốt, khoảng 80-90% những cái nốt thâm hay là những cái nốt mụn trên mặt mình, và cũng như là muốn nó bám lâu nhưng mà nó lại còn cần cái sự tự nhiên, thì một cái bạn này bán tầm khoảng hơn 900.000, bán chính hãng từ Beauty Box. Còn Ly không biết là hàng xách tay nó giá bao nhiêu. Ly thấy nếu bạn nào thích dạng cushion thì mua cushion, còn thích dạng foundation thì mua foundation thôi. Và nếu như bạn có bất cứ một cái suggestion hay là một cái hãng cushion hoặc là foundation nào mà bạn thích muốn Ly review trong cái mùa hè này thì hãy nói cho Ly biết ở phía dưới, và chúng mình sẽ gặp lại nhau trong video lần sau nhé. Bye bye mọi người. À đừng quên là bây giờ sẽ là đến phần giveaway. Và các bạn đã thấy là Ly trong video này chỉ dùng có 2 bạn thôi, còn lại tận 3 bạn khác là Ly chỉ có test màu thôi. Do vậy là ngày hôm nay Ly sẽ give away cả 3 bạn này, một bạn cushion màu 19 cream và một bạn foundation màu 19 cream, cũng như là một bạn
21 vanilla để cho ba bạn cảm thấy là màu phù hợp với mình nhất và cũng như là cái sản phẩm này phù hợp với mình nhất. Và các bạn phải chắc chắn cho Ly là các bạn rất là muốn sử dụng sản phẩm này, rất là muốn thử sản phẩm này thì hãng tham gia cái giveaway nha. Ly không muốn là Ly gửi giveaway xong rồi các bạn lại muốn là Ly gửi cái khác đâu. Vì chúng ta hôm nay là giveaway về foundation và cushion của Vanilla Co mà, và Ly cũng rất là muốn là những cái sản phẩm này đến với những người thực sự cần và thực sự muốn tìm hiểu và thực sự muốn trải nghiệm nó. Chứ còn không thì Ly để lại cho bạn bè Ly cũng dùng cũng được mà, đúng không? Thể lệ thì rất là đơn giản, bạn chỉ cần comment ở phía dưới nói cho Ly biết là tên Instagram của bạn là gì, bạn đã follow Ly ở trên Instagram chưa, bạn đã để account của mình dưới dạng public chưa, và cũng như là màu mà bạn mong muốn sở hữu, một ở phần cushion hay là phần foundation tùy nha, và cũng như là một gợi ý nào đấy mà các bạn muốn dành cho Ly để có thể giúp cái kênh channel của Ly phát triển hơn nữa và cũng như là đem đến được nhiều thông tin hữu ích cho mọi người hơn nữa. Và Ly hy vọng sẽ gặp lại mọi người trong những video lần sau nhé. Bye bye.